Rồi. Hôm nay là chúng ta học sang cái chương 10, là chương theo tôi là cái một cái chương ngắn nhưng còn rất quan trọng luôn ấy. Rất quan trọng hôm nay bà hôm nay một cái nghỉ là rất là ảnh hưởng. Hôm nay là chương 10 là học về cái bài là đọc được ghi tên. Cái bài hôm nay là chúng ta đọc và ghi dữ liệu từ tệp vào chương trình và từ chương trình vào tệp ra tệp. Cái phần kiến thức nó đơn giản nhưng mà là quan trọng. Rồi thì chúng ta bắt đầu nhé. Chúng ta sẽ học mà vào hai cái nó có thể là nó có hai cái chức năng chính là chức năng là đọc và chức năng ghi. Python nó hỗ trợ như nào là nó hỗ trợ ghi ra cái file chúng ta học thì ghi ra file văn bản thôi, là cái file text đấy. Và thường thường trong cái chương trình từ xưa nay là học dạy Pascal hay là dạy C cho học sinh đều là học vào ra file text cả, file văn bản. Thì cái file text của Python là nó như thế này, nó cũng giống như là Pascal đấy, tức là nó trong Python nó chỉ hỗ trợ cho cái file cho các ký tự ASCII thôi, hỗ trợ tiếng Việt. Nên chúng ta nhiều chú ý là khi mà chúng ta đọc ghi ra file thì chỉ ghi tiếng Anh thôi, không được ghi tiếng Việt có dấu, khi ghi tiếng Việt có dấu là nó có lỗi. Thấy chưa? Rồi, thế thì cái cách chúng ta làm như sau, tôi sẽ làm chương trình xong thì tôi làm mô tả ngay trên cái lệnh này. Tức là chúng ta phải muốn đọc thì chúng ta phải tạo ra một file ở trên đĩa, sau đó chúng ta sẽ ta mở file ra. Hoặc nếu mà ghi chúng ta cũng tạo ra một đối tượng file, chúng ta ghi dữ liệu vào file. Được chưa? Thế thì tôi lấy ví dụ nhé. Bây giờ chúng ta mô tả một cái lệnh đọc file. Ví dụ thôi. Bây giờ tôi trước mắt tôi tạo ra cái file đó. Đây tôi tạo ra một cái file text văn bản bình thường. Tôi new một cái file nhưng trên chương trình của ta cũng có thể tạo ra một cái file text. Tức là dùng dùng phần mềm khác như Notepad chẳng hạn cho ta tạo ra một cái file text. Ví dụ nhé, tôi tạo ra file text là nó gồm như sau. Gồm dòng đầu tiên có chữ là Việt Nam. Chú ý là chúng ta không không viết này nhé. Không viết tiếng Việt nhé. Đấy, Việt Nam. Dòng thứ hai là thủ đô. Đấy, vậy dòng thứ ba là Hà Nội. không được rồi. Hà Nội nhá. Sau đó là Sài Gòn, lấy ví dụ thôi. Nhưng mà chúng ta có ba dòng thôi, ba dòng nhá. Ba dòng và là tiếng Việt và là tiếng Anh hoàn toàn, không có tiếng Việt nhé, chú ý nhé. Phải cách chúng ta ghi thế này, bây giờ cái ra đó cũng được. Thì để cho tiện thì là chúng mình tôi tạm thời ghi ra cái file cái ổ D của tôi nhé. Cái ổ D là cái ổ chung chung của tôi đấy, ổ D đây, ổ D, hoặc là tôi vào cái thư mục HBV của tôi cũng được. Tôi tạo ra cái file, ví dụ như file là data chấm chấm txt, lấy ví dụ phải cái lấy ví dụ thôi, phải data nhé. Nhưng mà chúng ta tạo ra một cái file text mà cái file hoàn toàn là ASCII. Bây giờ tôi sẽ mô tả cho ta học bằng nhanh cái lệnh đọc dữ liệu từ cái file này vào trong máy, trong bộ nhớ của chúng ta. Thì chương trình nó sẽ đọc như này, chúng ta sẽ tạo ra một cái đối tượng file, đặc biệt là đối tượng file nhé. Đối tượng file thì làm như sau. Chúng ta dùng cái lệnh là open, đây ta tạo ra một đối tượng file như là f chẳng hạn, tạo ra một đối tượng file là open cái file, nó giống như là Pascal. Ta mở ngoặc ra có hai tham số. Tham số đầu tiên là chúng ta ghi cái tên file, thì nếu mà cái tên file cái chương trình ý, ở cùng thư mục thì không cần ghi được dẫn. Nhưng đây chúng ta là của chương trình, chúng ta làm từ cái bài tương tác của Python Shell, chúng ta phải ghi rõ cái đường dẫn tuyệt đối cái file đó. File của tôi là D đúng không? Ổ D đúng không? Ổ D này. Kéo này. HBV của tôi này. Và cái file là data.txt đúng không? Để tên file nhé. Và cái tham số thứ hai là ví dụ là error, là làm tôi mở ra với cái error là đọc. Cái lệnh mở file này nó có ba tham số, chúng ta học hai tham số thôi, nó có ba cái tham số cho biến thứ hai là r hay là w hay là a. R là mở ra để đọc, w mở ra là để ghi, còn là ghi từ đầu, còn là chữ a là mở ra để ghi tiếp vào đuôi của cái file cũ. Tôi biểu hiện lệnh là lệnh mở ra để đọc này,
được chưa? Đó, đây là lệnh lệnh mở file nhé, enter này. Đấy, như vậy không lỗi. Như vậy chúng ta tạo ra là một cái file là f, một cái đối tượng là file. Tôi kiểm tra cái đối tượng này f. Đấy, nó là io text wrapper, nhưng nó là nôm na nó làm cái lớp mà để người ta vào ra file. Bây giờ chúng ta đi thử xem là trong cái nó có những cái lệnh nào chúng ta sẽ phải học. Ở đây nó có rất nhiều lệnh mà chúng ta chú ý, mà lệnh quan trọng nhất thôi nha. Đây nó có cái lệnh là lệnh red read đúng không, lệnh red line nó ba, đây là ba lệnh này, lệnh red này, lệnh red line này, và red line có chữ sc nữa, là ba cái lệnh liên quan đến đọc. Còn ghi ta làm sau nhé, ghi thì có lệnh while này, có while line này, vân nhé. Rồi thế bây giờ tôi sẽ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra xem tập vào đây như thế nào. Chúng ta lần lượt ta sẽ làm từng cái lệnh một nhé. Thế bây giờ tôi đây tôi làm thử cái lệnh này. Như vậy là file f là một là đối tượng file, và bây giờ tôi có thể đọc vào như sau nhé. Khi chúng ta mở file ra thì nó xuất cái đầu đọc nó nằm ngay đầu file. Chúng ta đọc đọc tới đâu thì đầu file nó di chuyển tới đó. Chúng ta đọc xong thì đầu cái con kia cái đầu đọc nó sẽ di chuyển đến cuối của cái file này, là kết thúc. Cái file đó chỉ đọc một lần thôi. Khi chúng ta mở cái file ra, đọc cái file như này và đầu đọc nó nằm ở đầu, chúng ta đọc vào đọc từ đầu đến cuối, đọc cho đến hết thì dừng lại. Chưa, thì đó là cái quá trình đọc một cái dữ liệu từ file vào. Khi mà thật ra đây nó có nhiều dòng, nhưng mà thực chất ra là trong ở trong trong chương trình ấy, nó hiểu là chỉ có là một show thôi, chứ không phải một show nhưng mà ở đây này, có cái tự số dòng, có cái tự dễ escape là chéo n, ở đây là chéo n, đây là chéo n. Thực chất là nó là một show thôi, một show, và là một show dữ liệu, một show text văn bản nhé. Thì giờ tôi sẽ làm thử một cái lệnh sau đây. Thì cái lệnh đầu tiên chúng ta học là cái phương thức là đọc. Ví dụ tôi viết là s bằng f red, đây này cái lệnh này này, đây này lệnh đầu tiên nhé, là phương thức đầu tiên của đối tượng file này. Thì đây là cái lệnh mà nó đọc toàn bộ dữ liệu từ f vào show sc. Lệnh này là đọc một lần từ đầu đến cuối, tới cuối file luôn. Enter nhé, enter. Thì như vậy chúng ta kiểm tra sc này. S bây giờ đó là Việt Nam là thủ đô Hà Nội Sài Gòn, nhưng mà thấy là sau Việt Nam là chéo n, sau thủ đô là chéo n. Như vậy là đối với khi nó đọc file vào thì đây dùng file đây, file f ở đây, thì nó hiểu là một show, bạn hiểu không? Nhưng mà khi mà tôi print cái f này ra thì nó là hiện ra đúng như là chúng ta nhìn thấy ở trên file, bạn nhìn thấy chưa? Đây này, trên file đây nhé. File này đó, khi chúng ta mà in ra in cái nội dung của file ra thì nó là như thế này, nhưng mà bản chất cái dữ liệu của file thì máy nó hiểu là một show, chúng ta nhớ là một show đó. Thì mình tôi làm thử nhé, tôi viết là s1 bằng f red nữa nhé, red nữa, đọc tiếp này, enter. S1 cũng không, S1 là không gì cả. Vì sao nhỉ? Vì khi mà tôi đọc ở đây rồi nhé, khi đọc thì cái đầu đọc nó chạy từ đầu đến cuối là hết luôn, đến đây là hết luôn, và khi đọc tiếp thì đọc đây là còn gì nữa, lệnh này là nó rỗng luôn, cái s là rỗng luôn. Như vậy là cái đầu đọc chỉ đọc một lần đầu đến cuối thôi, bạn đã hiểu chưa? Đó, rồi thế thì muốn đọc lại cho chúng ta là phải đóng file lại, chúng ta phải mở lại cái file đó. Rồi lệnh đóng là như này, lệnh đóng là cái lệnh là f chấm close close lệnh đóng đóng file lại, vậy là f là làm file. Bây giờ chúng ta lại mở lại nhé, f bằng open, mở ra, chúng ta mở ra cái này thì hà bê về chứ. Kéo chúng mình bây giờ mới vào rồi, hà bê về chéo data chấm txt là đọc ra là R. Đấy.
thì ta mở lại, ta sẽ lại đọc lại được nhé. Rồi như vậy là chúng ta chú ý là cái lệnh như vậy là đầu tiên chúng ta đọc lệnh viết, lệnh viết được chưa. Bây giờ chúng ta sang tiếp sang sang lệnh số 2 là cái lệnh là red line. Đây là gì? Đây là cái lệnh mà đọc từng dòng một. Nó sẽ đọc cho đến khi mà đến xong xuống dòng thì nó dừng lại. Dòng thứ hai đây, dòng thứ ba đây. Như vậy là cái lệnh này sẽ đọc từng dòng một như này. Dòng một ở Việt Nam, dòng hai là thủ đô, dòng thứ ba là Hà Nội, Sài Gòn nhé. Đọc từng dòng một. Đây. Để tôi mở rồi đấy nhé. Rồi bây giờ tôi đọc này. Tôi biết là S1 bằng F Good red oh. Red line như này. Đây là lệnh đọc một dòng thôi, là một dòng của F đấy. S1 kiểm tra S1 này là Việt Nam nhé. Bây giờ đọc tiếp này, đọc tiếp là S2 bằng F red line dòng thứ hai. Được chưa? Kiểm tra S2 này. Nó là thủ đô. Bây giờ tôi làm S3 bằng F create lại. Sau 3 dòng thì nó hết. S3 đây. S3 đây. Bây giờ là hết rồi. Bây giờ chúng ta có là S thì bằng F create lại thì máy nó không, nó sẽ nó là cái gì nữa mà rỗng nhất. Đó. Như vậy chúng ta lệnh thứ hai là viết lại, cái lệnh này rất quan trọng vì nhiều khi chúng ta thông thường thực tế khi chúng ta đọc cả cả file chúng ta đọc từng dòng thông thường là như vậy đọc. Như vậy cái lệnh viết ra là lệnh rất là hay dùng, lệnh rất hay dùng được chưa. Đó, bây giờ chúng ta sang lệnh thứ ba là lệnh read lines, là nó đọc toàn bộ dữ liệu vào, nhưng mà đọc vào mà nó tốc mỗi một dòng như vậy là một phần tử của một cái list. Rồi chúng ta làm thử nhé. Bây giờ chúng ta làm lại này. Bây giờ tôi là phải làm lại hết. Tôi là phải dùng F close và tôi lại mở. Đây tôi lại tôi để như này nhé. Rồi mở ra rồi. Bây giờ tôi làm một lệnh là đọc tốc độ nhé. Tôi biết là bằng F read lines, nhưng mà có chữ S thì read lines. Nhưng có chữ SC thì nó sẽ như nào? Realize. Rồi. Đọc thì A kiểm tra này. Đấy A bây giờ nó là một cái list mà một phần tử của nó là một dòng, dòng của F, có thể hiểu không? Mà cái này cũng là rất hay, nhưng nó cũng đọc một lần. Như vậy cái realize và lệnh read không thôi ấy, cũng đã đọc một lần. Mà lệnh read lệnh F read này này là đọc toàn bộ vào như là một sâu. Còn lệnh realize đọc vào một dãy các sâu, mỗi sâu như vậy là một dòng, được chưa? Đó. Còn red line là đọc từng ở red line không thôi là đọc từng dòng. Các bạn chú ý nhé, như vậy công số lệnh quan trọng thôi. Bây giờ chúng ta sẽ làm lệnh nữa, lệnh này cũng là hay dùng này, này rất là hay dùng. Bây giờ tôi lại phải close nó lại. Chúng ta sẽ close lại và tôi lại mở lại. Mở lại. Được chưa? Mở lại rồi. Thế thì cái đối tượng file này nó cũng là đối tượng file, nó ngoài cái những cái lệnh như là read line và read line ra thì thân nó cũng được hiểu là như là một dạng dữ liệu tuần tự, và cái hàng của nó là một phần tử đấy. Và như chúng ta cũng thể dùng lệnh là in vào lệnh for nhé. Bây giờ làm này, for for line in F. Đấy. Khi tôi cho lệnh này vào thì là line sẽ chạy theo từ dòng dòng 1, dòng 2, dòng 3 như tôi print này. Print line ra này. Sẽ là cái gì nhé? Đây này. Như vậy là for line in F này. Như vậy đây là như vậy là chúng ta có thể trong cái biến nhớ chạy dọc theo từng hàng một của F bằng lệnh for và in, và phần tử in nhé. Enter này. Đấy, nó sẽ là Việt Nam, thủ đô Sài Gòn. Ở đây các bạn ai trả lời được cho tôi là ai trả lời được vì sao lại xuống dòng, lại có lại xuống dòng thành thành như này không? Tại sao xuống từ ta sang xuống 2 dòng? Người có hiểu vì sao không nào? Vì sao đây lại xuống 2 dòng?
Vì sao? Bởi vì là như này nhé, mỗi một cái dòng của F là nó kết thúc bởi kia chéo N, như vậy bản thân nó xuống dòng rồi. Nhưng mà cái lệnh green line này, bản thân nó khi mà lệnh thực xong lệnh green line nó có xuống dòng một lần nữa. Đâm mà chỗ này thành hai lần dòng nó bị như này. Điều muốn sửa là chúng ta chỉ việc thêm vào đây là green line rồi end bằng gì là đỡ được thôi, là nó không bị xúc động nữa nhé. Rồi và bên chúng ta lại đóng lại F. Được chưa? Rồi thế bây giờ tôi mô tả nhanh, đây là mô tả nhanh các cái lệnh mở file. Bây giờ tôi sẽ mô tả nhanh cái lệnh là ghi vào file. Thì các bước là nó ngược lại so với đọc file, nhưng mà lệnh lệnh lại rất là khác. Đối với lệnh ghi thì ta như này nhé, lệnh ghi. Rồi thì bây giờ tôi tạo ra một cái tôi tạo ra một cái đối tượng mới nhé, open đi, open. Nhưng mà bây giờ tôi dùng, tôi ghi vào, tôi ghi ra nhé, tôi viết là data một đi, data data một chấm txt đúng không, và tôi khai báo là vk. Đấy. À, cái sang biến thứ hai là vk, tức là gì, tức là ở đây là chúng ta làm máy nó sẽ tạo ra một một cái file. À, đây tôi không để này, phải để là d chéo bên dưới, nó ghi vào thư mục của tôi chỉ ra cái được dẫn chính xác để nó ghi đúng vào cái thư mục của tôi nhé, data một chấm txt thì máy nó sẽ tạo ra một cái tệp tại thư mục là d chéo abv và file là data một chấm txt mà nó là rỗng. Khi tạo ra file đó mà nó làm rỗng luôn, và chúng ta sẵn sàng là chúng ta ghi dữ liệu từ bên ngoài vào, từ 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 chương trình vào trong trong file, được chưa? Và tôi enter này, enter. Nhưng mà tôi vừa tạo ra cái file rồi, và cái file này nó vẫn là cái file bình thường, nó là cái file bình thường, và chúng ta có thể kiểm tra xem nó có những cái đây. Thì chúng ta cùng nhau kiểm tra cái lệnh while, lệnh nhà thì nó có lệnh while này, lệnh while là while line là hai. Chú ý là không có lệnh write line nhé, không phải như thế. Ở đây nó có read line nhưng mà ở trong phi nó không có lệnh write line, không chữ s gì, mà chỉ có lệnh là write line và ứng với lệnh là read line. Đấy. Có lệnh write này này là nó giống tương ứng với cái lệnh read ở đây đó nhé, còn lệnh write line thì nó tương ứng với lệnh read line đây đó, không có lệnh tương ứng với cái này nhé, không có. Mà cái lệnh này là lệnh lệnh read line, lệnh rất hay dùng đối với trường hợp chúng ta làm việc với file nhé. Còn với ghi thì nó không như vậy. Rồi thì chúng ta cùng nhau sơ qua một lệnh này nhé. Thứ nhất là cái lệnh while là nó ghi ra một cái số ký tự ghi vào cái file, mà chúng ta chú ý là cũng như vậy, khi ghi file vào cái đầu đọc, khi chúng ta open cái file thuộc cái dạng VK như thế này thì máy đã mở ra và câu đọc ở đầu file và sàn ghi. Chúng ta ghi ghi tới đâu đầu file chuyển tới đó, khi mà dừng dừng đọc thì nó dừng ở đây. Chúng ta là ghi ghi tiếp ghi tiếp ghi tiếp ghi tiếp ghi tiếp ghi tiếp như vậy nhé. Con đầu đọc nó sẽ chuyển chuyển từ đầu đến cuối, khi chúng ta lại close đóng lại thì chúng ta đóng cửa. Được rồi, thì tôi làm thử nhé. Bây giờ tôi làm thử, tôi dùng lại là F right Rồi nhé, rồi và tôi viết là Hà Nội. Ồ, chữ rồi. Hà Nội. Không biết hỏi nhá, không biết. Mình tôi có thể tôi có để là tôi có để như này. Chéo N cho nên tâm là nó xuống dòng, được chưa? Đó, thế đây là một lệnh nhé. Là tôi ghi ra cái sau ký tự là Hà Nội thủ đô nhưng mà có chéo N để báo là nó sẽ xuống dòng, và ghi vào file, ghi vào F nhé. Enter. Đây, nó báo là đã ghi ra là 14 ký tự đã được lưu ra. Và bây giờ chúng ta có thể mở file chúng ta xem. Đây chúng ta nhòm vào cái thư mục đó nhé, để chúng ta vào cái thư mục data này, BV này, data 1 này. Đây này, ta mở nó xem này. Để nó à chúng ta đấy, bên trên này các bạn nó ghi được ghi rồi nhá, nhưng mà chúng ta mở ra nó nhìn không thấy, nên biết vì sao không nhỉ? Này là
vì chúng ta chưa dùng để đóng file, nó vẫn là chúng ta phải lại close và nó hiện ra, nó sẽ hiện ra và nó sẽ cho nó lần cho được cái bên tôi làm tiếp tục quá nhé. Tôi lại làm lệnh F nữa nhé, F và ROI tôi làm 2 lần đi, 2 ROI. Dòng thứ hai là ghi là dòng thứ hai rồi mà không còn số dòng, 2 dòng thôi nhé. Enter như vậy là ghi là lần đầu ghi ra là ghi được 14 ký tự xuống dòng đây, xuống dòng n đây, lần lần thứ hai là ghi ra là 10 ký tự. Và bây giờ đóng lại, tôi dùng lệnh f close, tôi phải close lại thì tôi mới nhìn thấy cái file đó, còn tôi chưa close lại tôi chưa nhìn thấy. Rồi đóng rồi thì bây giờ tôi sẽ mở ra được, tôi mở ra tôi lấy cái file đó, kiểm tra cái file đây, đây cái file này đi. Mở ra sẽ thấy này, đây Hà Nội thủ đô xuống dòng trong dòng thứ hai đây, bạn có thấy không nào? Đó, thì đó là như vậy tôi vừa mới nói về cái lệnh while. Còn lệnh while line là chúng ta sẽ ghi ghi một lần ghi đối tượng của cái lệnh while line này là một dãy gồm nhiều nhiều phần tử, nhiều số ký tự, và nó ghi ra tất cả các số, nó ghi ra bước số 1, số 2, số 3, ghi các phần tử của cái số đó, của cái dãy đó. Ví dụ nhé, bây giờ tôi lại tạo một cái, đây tôi tạo ra một cái, mở cái file khác ra. Đây nhé, lại tạo ra cái file này, tạo ra cái file có tên là data2 nhé, data2. Enter rồi, như vậy là máy tính nó tạo ra cái file là data2 nhé. Tôi mở là xem có gì, đây data2 này mở ra rồi, nhưng mà hiện nay là rỗng mà nó chưa ghi vào đây khi mà chúng ta chưa 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 đóng lại dòng thì nó mới ghi ra. Rồi chúng ta làm thử nhé, bây giờ chúng ta dùng lệnh là while line thì chúng ta sẽ phải có một cái dãy, ví dụ như là a list bao gồm là nhiều sâu, sâu một ví dụ đây là dòng một đúng không, ta phải chéo n nhá. Dòng thứ hai, dòng thứ hai chéo n, tiếp theo là dòng thứ ba, dòng thứ ba không còn chéo n nữa cũng được rồi. Rồi thì đây như vậy chúng ta tạo ra một cái dãy gồm có nhiều sâu, có thể là sâu sâu nhá, enter. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ ghi này, f y lại có chữ s gì nhé, while a, chúng ta ghi cái dữ liệu từ dãy a vào f bắt đầu từ con trỏ, từ đầu đọc hiện thời nhé. Đấy, thì động lại. bây giờ đọc nhưng mà tôi phải đóng lại f, tôi phải close lại tôi nhìn thấy nó. Close lại rồi, và bây giờ tôi mở xem phải đó, đây tầm một dòng, 2 dòng 3 đây, được chưa? Đó rồi, thì đó là cái lệnh ghi ra, nhưng mà tôi nói luôn này, luôn này, trước khi chúng ta sang phần tiếp theo là tôi sẽ phần này các bạn, tôi cùng bạn sẽ phải thực hành rất là nhiều, thì chúng ta sẽ cùng như cùng tìm hiểu như sau này. Thực tế mà nói, ít khi dùng cái lệnh while và lệnh while này, ít khi dùng. Thực tế chúng ta làm như sau, thực tế chúng ta dùng trên hàng ngày đấy, thì mà các bạn dạy cho học sinh các bạn, các bạn cũng không dùng lệnh while và while mà chúng ta dùng lệnh này dân ba lệnh hay dùng rất trên thực tế, mà chúng ta điều khiển được in ghi ra như thế nào, hợp như nào là cách cách này. Cái này nhá, là chúng ta sẽ dùng lệnh print để in ra. Lệnh print ấy là mặc định là in ra màn hình máy tính, nhưng mà chúng ta có một lựa chọn để in ra cái file. Đó, chúng ta chú ý nhé. Như vậy là cái lệnh print là chính là lệnh hay dùng nhất để lưu dữ liệu ra ra file text. Được chưa? Rồi, thế thì chúng ta cùng nhau làm thử. Bây giờ tôi làm thử nhé. Đây. In ra là lệnh mà là hay hay dùng. Đây, bây giờ tôi tạo ra một cái file là file số 3 đi, file data 3 nhé. Mở cái file ra để in, để ghi ra, về kép đây, mở ra nhé. Rồi, thì bây giờ tôi mở ghi ra. Khi lệnh print ấy,
thì chúng ta bây giờ lệnh print là chúng ta có thể điều khiển in ra màn hình rất đẹp rồi. Chúng ta có thể dùng kiểu thứ thì ta tạo khuôn lệnh, ta in ra trên một hàng ngang, in ra trên một hàng dọc tùy chúng ta lựa chọn nhé. Thì chúng ta có thể làm được rất nhiều thứ, từ bây giờ chúng ta sẽ mô tả nhé. Bây giờ tôi sẽ in ra như thế này. Bây giờ tôi sẽ làm thử mà tập cắn được ở đây thôi nhé. Tôi sẽ tạo ra một dãy A gồm các phần tử, các cái số lẻ nhỏ hơn 10, cái gì còn 20 nhé. Để tôi viết A bằng, làm dãy A nhé. Và tôi chỉ biết A là bao nhiêu phần tử. Rồi, A nhé. A này bằng, tôi dùng cái lệnh là tạo nhanh nhé. A là các số lẻ nhỏ hơn 20. Lấy cho tôi K này. For K in range 20. Thực ra từ 1 cũng được, 20. Rồi. If K chia cho 2, số dư là bằng 1. Được chưa? Đấy. À, như vậy A sẽ là cái dãy A, nó sẽ là dãy gì? Các phần tử số lẻ, chứ A là bằng bao nhiêu? Được rồi. Thế bây giờ tôi sẽ làm là lần sau tôi sẽ in tôi sẽ ghi ra file F, là cái file F của tôi gồm có hai dòng. Dòng thứ nhất là in là số phần tử của dãy A. Và dòng thứ hai là in dãy A ra các số khác nhau bởi dấu cách. Thì là 1, cách là 3, cách 5, cách 7, cách 9, cách vân vân, cách 19, được chưa? Giống như cô giáo ta hay học cho dạy cho học sinh đối với lập trình C là Pascal. Thì chúng ta dùng lệnh while và while line phức tạp lắm, khó lắm. Chúng ta dùng lệnh print hay nhất. Rồi tôi làm thử nhé. Đầu tiên tôi sẽ, ví dụ tôi biết em tôi biết là len của A như này, và tôi in ra phòng đầu tiên, tôi in ra cái in ra số n, ra ra file, ra ra file f. Và dòng thứ hai in các số đó, các số n số của dãy A. Thì chúng ta cứ tưởng tượng chúng ta in ra mình thôi, chúng ta tưởng tượng như vậy. Chúng ta dùng lệnh print, nhưng mà bây giờ chúng ta không không dùng lựa chọn là in ra màn hình, mà dùng lựa chọn là in ra file như sau. Rồi, chúng ta dùng lệnh print print n, được chưa? N phải đó, mình đã in ra print n thì máy hiểu là gì, máy hiểu tức là in ra màn hình. Mình chúng ta dùng lệnh file, chúng ta dùng cái lựa chọn ta có chữ file nhé, bằng và ghi tên cái đối tượng file ta ghi ra f. Đâu nhỉ? Đây. Thì đây là cái lệnh là nó sẽ in ra n ra file, ra cái file f. Sau đó xuống dòng, vì đây không có cái lựa chọn là n bằng gì đó, như hiểu lệnh pin n xong xuống dòng và enter này, enter. Như vậy là nó in ra dòng đầu tiên của f là số n. Dòng thứ hai, for k in a. Như vậy A là của tôi rồi, A này. Sau đó là print K ra ngoài, print K ra 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 khỏi giá màn hình mà ra máy in, phải file bằng F. Nhưng mà bây giờ tôi muốn gì? Tôi muốn là các số in cách nhau bởi dấu cách trên một hàng ngang. Tôi được lựa chọn như bình thường, tôi cứ tưởng tượng như là file chính là cái màn hình thôi. Đấy, như này. In ra là cho k chạy trên a, nhưng mà in ra k với cái n bằng bằng cái này, tức là in ra trên một hàng ngang, nhưng mà có thêm cái tham số là bằng f nữa, để in in ra file luôn. Enter enter xong. Và bây giờ tôi close lại, close lại, sẽ xem được cái file đó. Xong, giờ tôi sẽ mở cái file data ba ra xem có đúng là dòng đầu tiên là n không, dòng thứ hai là dãy các số thầy không nhé. Tôi vào đây kiểm tra đây này, data ba này. Đây, dòng đầu tiên chính là 10 là số hạng của dãy A, dòng thứ hai đây là các phần tử của dãy A, các dòng dấu cách, được chưa? Đó thì các bạn thấy không, như vậy chúng ta cái lệnh này, lệnh print này mới là cái lệnh hay dùng này, hay dùng trên thực tế mà nó rất thuận tiện nhá. Vì là nó là vì nó giống lệnh print ra màn hình, chúng ta tự in ra file giống trên màn hình, chỉ khác là ta phải thêm một lựa chọn là như thế này. Lựa chọn này là ngay sau tất cả các tháp biến in,
Đúng, thể là pin là phần tử làm là va một, va hai, va ba, va n, sau đó phẩy, sau đó là phi bằng f, sau đó là có thể là sếp hay là n, các lựa chọn khác nhé. Phi này quan trọng đó. Thì như vậy là tôi vừa mới nói cái lệnh in ra file và cái lệnh print là lệnh hay dùng nhất, hay dùng hơn là cái lệnh là while này hay là while này. Cái này các bạn vẫn có thể dùng. Thì cái lệnh đọc thì là rất rất hay dùng nhất là lệnh read line. Thông thường chúng ta đọc từng dòng từ từ f từ 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 file ra, mỗi dòng có ý nghĩa khác nhau, dòng 1, dòng 2, dòng 3. Và chúng ta có thể dùng cái lệnh là như thế này, dùng cái lệnh là lỗi, ta xem ấy, là cái lệnh là đâu nhỉ, là for cho cái đây này, for lại chúng ta mở cái file này đọc nhé. Thì là for line in f, là ta có thể đọc từng phần tử một, từng dòng một từ f được chưa? Rồi thế mình ra sẽ cùng nhau làm các bài tập này nhé. Cứ bài hôm nay là lý thuyết chỉ ở đây 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 thôi, nhưng mà chúng ta cần làm số bài tập để chúng ta hình dung được nhé. Bây giờ tôi sẽ làm thử bài tập nhé. Bây giờ bước 1 làm bài tập này, tôi làm thử bài tập 1 nhé. Bài tập 1 là như sau. Bài tập 1 là giả sử tôi đọc dữ liệu từ một cái file 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 đó gồm có ví dụ là gồm có ba số nguyên cách nhau bởi dấu cách MNP chẳng hạn, và yêu cầu một bài cần đọc vào ba số đó từ file đó và lấy tổng số đó, in ra cái tổng ở trên màn hình nhé. Rồi thì bây giờ tôi làm chỉnh cái chỉnh nhé. Giả sử tôi lấy cái file bất kỳ là 10 đúng không, có trên màn hình tôi làm bài tập tôi nhau. Cái file dữ liệu tên là data.in, data1.in, và nó gồm có là ba phần tử, ba số nguyên cách nhau bởi dấu cách 10 chẳng hạn, như là 15, tiếp theo là 105 chẳng hạn, ba số nhé, có một hàng thôi. Thì tôi ghi ra này, tôi ghi ra nhé, bây giờ tôi sẽ ghi ra cái thư mục của tôi, bởi vì tôi lập trình nhé. Khi lập trình ấy, thì chúng ta khi lập trình thì chúng ta sẽ để cái file chúng ta ở đâu nhỉ, cái thư mục đây rồi. Hôm nay là bài 7, D7 rồi. Cái bài đầu tiên của chúng ta đây, tôi chọn là khi ghi mà tôi cho bao chọn kiểu là on form nhé. Đấy. Và đặt tên của nó, đặt tên nó là data 1 chấm in, không phải cái đuôi nó đuôi in vào như này chưa. Đấy, đây là và data 1 chấm in nhé, đó. Và file này bây giờ tôi viết chương trình như sau. Tôi new cái chương trình ra, và đây là bài số 1. Đây là bài số 1 là như sau, là đọc dữ liệu, đọc dữ liệu từ tệp và in ra từ tệp, và là tệp và đáp data 1.in và in ra in 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 ra màn hình, in ra màn hình, tôi đơn giản trước bạn, in ra màn hình tổng của ba số này, được chưa? Đó, làm thử nhé, tôi ví dụ thế nhé. Rồi làm như sau này, bài này tôi ghi ra là bài 1, tôi ghi ra cái bài hôm nay là B1 nhé, B1 ứng với data 1 nhé. Rồi mỗi một cái dữ liệu có một cái bài riêng, data 2, data 3, làm thử nhé. Bài đơn giản nhé, chúng ta tạo một cái đối tượng là f đây, open cái file ra. Đối cái file mà đã ở trên cùng thư mục chúng ta còn ghi được dẫn, chúng ta cần ghi là data 1.in là đủ đấy. Ghi này thôi, được chưa? Và là ở đây là r đấy, nhìn này đấy. Như vậy là cái lệnh F là lệnh mở mở file là như thế này thôi. Đấy. Data 1 nhé. Mở cái file này nó mở cùng với cái file data 1 này, chứ nó để như này thôi. In này, in the... Chú ý là cái tên file là phải trùng khít với cái tên file này nhé. Nó phân biệt chữ file cho thường đấy, nên là ta phải chú ý nhé. Rồi. Bây giờ chúng ta đọc này.
thì chúng ta đây chúng ta vì file này có một dòng thôi, chúng ta dục lệnh gì đọc, chúng ta dục lệnh là viết line nhé. Chúng ta đọc là write bằng f viết line, viết line đây là không không chữ s gì nhé. Đây đọc vào xong mà chúng ta bị đọc, có thể đóng cái file f lại, chúng ta xử lý cái line đó. Chúng ta f close, chúng ta luôn chú ý là phải khi chúng ta đọc xong thì chúng ta sẽ phải đóng file lại nhé. Rồi cho xử lý nhé. Cái F của tôi là nó là một sâu ký tự gồm có 3 số, thì chúng ta làm đơn giản thôi, đúng không? Chúng ta làm như này. Chúng ta dùng lệnh gì? Chúng ta dùng lệnh lại thôi, chúng ta dùng lệnh nhớ lại, chúng ta dùng hôm qua chúng ta học bài là chúng ta phải dùng lệnh split, đúng không? Để chúng ta biến kia là một sâu thành một dãy nhé, bị thêm một dãy, thành một dãy. Được chưa? Thì khi đó thì cái line nó sẽ biến thành là một dãy các cái sâu ký tự, một số ký tự là các cái số của chúng ta. Bây chúng ta phải làm lần nữa để đổi các cái sâu đó của từng phần tử của line sang gì, sang gì nhỉ, sang in, sang số nguyên. Ta tính tổng để có nhiều cách, chúng ta làm gọi làm trực tiếp trên trên cái đối tượng line, hoặc chúng ta có thể tạo ra một cái mảng mới cũng được, tùy các bạn, không quan trọng. Được chưa? Rồi bây giờ for tùy tùy các bạn nhé, tùy k, for k in range len của line Lên nhé. Đấy. Chúng ta chúng ta pen pen thì line in, để tôi phải đổ số in đã, line k đúng nhỉ. Bây giờ chúng ta in ra cái tổng thì chúng ta print ra cái sum à. Chạy thử nhá, xong có đúng nhá. Lỗi ra ta sửa tại chỗ ở trên máy tính nhá. Đây 130 của chúng ta đây là 10 15 là 25 đây này. Đấy, chúng ta sửa lại, ta sửa cái số này là 15 nữa nhé, 15 nữa này. Ta lưu lại này. Chạy thử nhá. Nó sẽ ít hơn, nó sẽ là 40 thôi. Rồi. Đó, thì đó là tiền mà tập đầu tiên nhé. Như vậy chúng ta làm là đối với nếu mà trường hợp cái file của chúng ta dữ liệu mà cùng thư mục với cái tệp chương trình, chúng ta để này thôi, chúng ta không cần mô tả đường dẫn chính xác nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sang bài số 2. Sang bài số 2 nhé. Bài số 2 chúng ta sẽ làm một cái bài mà nó sẽ có gì? Nó sẽ mà vừa vừa đọc vừa ghi. Chúng ta làm thử nhé. In line. Ôi, bài số 2 là bài chúng ta làm một cái bài mẫu chứ được. Chúng ta vừa đọc vừa ghi đi. Vừa đọc vừa ghi nhé. Bài số 2 là bài như này. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái dữ liệu data 2 như sau. Và tôi sẽ làm bài số 2 nhé. Cái dữ liệu data 2 này gồm có là nhiều dòng. Mỗi dòng là lưu một cái số nguyên bất kỳ. Ví dụ là 10, dòng thứ hai là 15, dòng thứ ba là 7, dòng thứ tư là 22, được chưa? Đó. Như vậy là chúng ta tạo ra một cái text file bao gồm là có n hàng, mỗi hàng là một số tự nhiên. Nên tôi làm mẫu như thế cho các bạn xem nhé. Vì tôi ghi ra đây là file data 2. Ghi ra cái file này là file data 2. In nhé. Rồi. Thì bây giờ tôi muốn gì? Tôi muốn là làm là sẽ mà tôi muốn là sẽ kết quả sẽ in ra cái file là file data 2 chấm out. Chấm out. Đây là in out. Chấm out mà gồm n dòng. Mỗi dòng là gì? Mỗi dòng là in ra là tổng các ước số thực sự của tôi n. Tính 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 cả một. Với 10 thì nó phải là 1 2 5 thì nó là 8, với 15 thì nó là 1 3 5 thì nó là gì? Nó là 9, với 7 thì nó là 1 thôi. Với 22 thì nó là 1 11 là 12. Đó. Như vậy là tôi vừa tạo ra cái
kết quả của tôi là như vậy. Nhắc lại nhé, bài tập 2 này. Đầu vào là một file text gồm có là n n số số tự nhiên, mỗi sinh là trên một hàng. Như vậy bài file đó là cái file nó gồm có n hàng, mỗi hàng là một số tự nhiên. Đầu ra, output ra có tên là data2.out, cũng có là n hàng, mỗi hàng như vậy là gì, là tổng tổng các tất số thực sự của cái số thứ tự của cái số của bên input nhé. Rồi tôi làm này, đây là bài số 2 nhé. Bài số 2 là gì, là input từ từ tệp data2.in và in ra data2.out là cái gì đó tôi vừa nói xong nhé. Là ứng mức dụng như tự nhiên là tổng các tất số thực sự của n, được chưa? Rồi tôi làm nhé, thì tôi làm luôn là cái mẫu này. Tôi mi mở bài này, tôi phải đồng thời tôi phải mở hai file và tôi ghi vào cả hai file nhé. Thế thôi, ký hiệu là f f i biết ký hiệu f i là gì, f i là cái tên file vào, còn f o là file ra nhé. FI nhé, FI là open này, tôi mở luôn này, mở cái file của chúng ta là data2.in, được chưa? Rồi là mở ra là R, là đây là cái file, cái đối tượng file là để file I, là in đấy nhé. Đối tượng ra là O, open data2.in out, được chưa? À, phải Rồi. đi quên đó, tôi mở luôn ra, và khi xử lý xong thì cuối cùng là tôi phải có cái động tác là fi chấm close như này, tôi phải viết trước như thế nào cho phải quên như thế nhé. Fi chấm close, khi tôi làm xong chương trình thì vừa bạn in ra xong thì tôi đóng lại như vậy. Phần này, phần giữa này là phần xử lý, được chưa? Đó rồi, thế làm như sau nhé. Rồi thế bây giờ tôi sẽ đọc từng dòng một từ FI vào trong máy tính, là từ số vào, xong tôi xử lý xong sau đó đọc sang dòng thứ hai, cứ như vậy. Sau tôi xử lý xong tôi ghi ra file, tôi ghi ra cái file FFO, xong lại quay lại FI, xong cứ thế tôi đọc từng dòng một, đọc tới đâu tôi xử lý tôi in ra cái đó, được chưa? Rồi thế tôi làm như sau nhé. Thì tôi làm sao, tôi dùng lệnh là for, dùng cái line in fi đó, tôi xử lý từng dòng một, được chưa? Ở chỗ này này, for line in f là cái line này, là chính là từ hàng một của cái file đọc dự đọc vào, cái file đọc vào chúng ta là file này này đó, và là file này nhé. Này tôi ghi ra là file tên là b b2 b2, được chưa? Như vậy for line in thì mỗi cái line như vậy là nó là một số, nhưng mà nó khi đọc vào nó là một số ý tưởng, tôi phải chuyển sang số. Tôi ký hiệu là n bằng in in của line như vậy. Sau cái này xong tôi cần xử lý n, tôi còn tính tổng của các thực sự của n, sau tôi ghi ra file, được chưa? Tôi ký hiệu cái tổng mã số, tôi ký hiệu là sc sc ở đây là bằng không, được chưa? Đấy. Sau tôi làm như sau, tôi dùng là for, đúng tôi biết rồi, for k in range chạy từ 1 đến n nhé, n nhỏ lên n đấy. Đấy, if đúng, if n mà k mà là chê hết cho n chết cho k, tức là số dư của n chết cho k không, thì sao nhỉ, thì là s s cộng với k. Đấy, thì sau cái lệnh for này này, sau cái lệnh for này thì cái s là cái gì, s chính là tổng các tất số thực sự của n, và tôi ghi ra cái print s đúng không. Nhưng mà ghi khi ở đâu, tôi ghi ra cái đối tượng file là fo, và tôi xuống dòng đóng luôn lại, như vậy là xuống dòng. Đây là lệnh này này này, lệnh là print cái s này ra file, in xong tôi quay lại đây, lại vào lòng lặp nữa, nhưng mà chuyện này là không cần nữa nhé. Phải theo ghi xong thì là vừa vặn xong. Đấy.
Xem lại hành trình của chúng ta nhé. Đây, tôi tạo luôn hai đối tượng file, một đối tượng là file để đọc vào, đối tượng file để ghi ra có tên tuổi, có tên file rõ ràng đấy rồi nhé. Và để như này, ta hiểu đó là hai file này là cho cùng thư mục với cái tệp tệp của chúng ta là tệp B2, được chưa? Rồi thì ta dùng lệnh là dùng cái cú pháp là for line in SE, là cái lệnh là ta đọc từng dòng một ta xử lý. Dòng một như vậy là ta dùng là hàm in, ta đổi nó, chuyển nó sang cái số n, vì ta vì khi đọc vào như vậy nó là sâu rồi. Và đây là đoạn chương trình chúng ta sẽ đây là chương trình chúng ta tính đếm, ta gọi là tính tổng các ước số thực sự của n. Ta cho k chỉ từ 1 đến n chữ 1, và nếu là k là ước của n, ta cộng cộng vào với s, ta in s ra đây, được chưa? In xong rồi thì đóng cả hai lại, chạy thử nhá, chạy thử xem đúng không, bấm chạy thử này xong. Để không có gì cả ở đây. Bây giờ tôi phải chạy chương trình mà tôi dùng lệnh tôi vào để thông báo để tôi tìm cái file đó. Nhưng nó nằm ở chỗ khác này, nằm ở chỗ này, nó nằm ở đây này, Tốt rồi. nằm ở cái chỗ này này. Thế tìm một đêm nằm ở cái D7 đây, file tất cả 2 ao đây này, đúng không? Cái file này là nó ta không nhìn thấy nó nhỉ. Ô, tôi dùng này, tôi mở. On file này, data 2 đây nhé. Đây này, 8, 9, 14 đúng không? Data đây là 10, 10 thì nó là 10 thì nó là 10 thì nó là 9, 8 đúng không? 1, 2, 5. Còn là 15 thì nó là gì? Nó là 1, 3, 5 thì là 15. Còn 7, 7 thì nó là 1, 7 thì nó là 1. Còn bên này là 22, cái này là 12. 14 ạ. À? 22 đúng, 22 thì là 1, 2 và đúng, chính xác. Được chưa? Như vậy ta làm đúng rồi. Các bạn đã hiểu chưa? Đây là bài B2 nhé. Bài B2 là một trường hợp đơn giản, đúng không? Được, khó khá đơn giản. Mọi người đã hiểu chưa? Các bạn cho mà nghĩ một tí đi, ngồi nghĩ sẽ để cho chúng ta hiểu cái hiểu, không nên là tôi nói nhanh quá chúng ta chậm nhé. Chúng ta đọc kỹ lại cái bài này đi. Bài này là nhắc lại là đầu vào của nó là gồm có n hàng, mỗi hàng là một số tự nhiên nha. Và đầu ra cũng là n hàng, mỗi hàng ghi ra là cái số là tổng các ước số thực sự của cái số đó. Quy trình là khá đơn giản như thế này, được chưa? Mọi người đã hiểu chưa nhé? Thầy cho em hỏi cái này. Hỏi đi. Dừng lại để mọi người hỏi đi, rồi để ta hiểu cặn kẽ, để ta chuyển sang bài sau. Em hỏi mẹ đi nào. Mình ở trong Python nó cho phép là mình đổi cái chuẩn input và output thành một cái tức là tập tin luôn á thầy, đổi chuẩn giống như C và Pascal nó cho phép đổi chuẩn cái input và output luôn. Là em gắn trực tiếp và khi đó mà sử dụng cái hàm print hoặc là tất cả cái hàm đọc á thì lúc đó chỉ cần là mình ghi cái biến thôi chứ không có cần ghi cái file bằng FO bằng cái là có cách nào để đổi chuẩn đó này ạ. Được được được, nhưng mà không, ở đây bây giờ là nói phần phần đơn giản nhất dạy cho học sinh thôi, theo đúng chuẩn bình thường, chứ không 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 nói phần nâng cao hơn hay là sâu hơn làm gì. Thực ra là cái Python nó biến biến nó biến hóa nhiều thứ lắm, nhưng mà đây là phần đọc chuẩn, đọc cái chuẩn nhé, đầu vào chuẩn, đầu ra chuẩn, dạy này cho học sinh là dễ hiểu nhất thôi đấy. Còn không, còn cái phần mà các bạn có thể đọc thêm hay là ta, vì nó là có ý ra rất nhiều loại khác nhau, rất là phức tạp, thì chúng ta thì phần đó chúng ta cho mình biết thôi, hoặc để xử lý ở đâu đó thôi. Còn tất cả cái việc học học của phổ thông, tất cả những cái phần là thi học sinh giỏi đấy, thi học sinh giỏi quốc gia hay quốc tế thì cũng là như này hết, cùng một kiểu như này hết, không có kiểu nào khác cả, được chưa nhé? Đó, Em cảm ơn thầy. ừ, hiểu rồi đúng không? Vậy chúng ta phải hiểu thôi, hiểu bản chất của nó thì cũng đơn giản chưa. Nôm na là cái lệnh đọc vào thì đọc theo từng dòng để xử lý là hợp lý nhất. Và một dòng đó nếu nó là số ký tự thì chúng ta dùng thông thường dùng cái phương thức split ấy, để chúng ta xử lý. Còn in ra thì chúng ta dùng lệnh print, vì chúng ta đã rất thạo print rồi, in ra dùng lệnh print là hợp lý nhất nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta sang làm một bài tập thứ ba, bài tập này sẽ khó hơn
nhé. Bài tập thứ ba, chúng ta sẽ làm cái bài tập là chúng ta sẽ đọc vào từ file, đọc vào từ file là một ma trận đó, khó hơn rồi đấy nhé. Đọc vào từ file là một ma trận và cần xử lý, chúng ta có thể ghi ra file là ma trận. Bây giờ làm bài số 3 là bài đọc file vào từ là ma trận, còn bài số 4 chúng ta gọi là ghi ra file ma trận, được chưa? Rồi bây chúng ta tạo cái dữ liệu số 3, data 3.in là dữ liệu của một cái ma trận. Tôi cho là ma trận vuông đi, còn chúng ta có thể làm tổng quát ma trận bất kỳ nhé. Giờ chúng ta làm thử nhé. Bây chúng ta tạo ra một cái dữ liệu là một cái ma trận nhé. Bây giờ tôi sẽ làm cho các bạn hai ví dụ. Ví dụ một là một cái ma trận vuông, còn ví dụ hai là ma trận là không vuông, cho chúng ta có thể thoải mái chúng ta quan sát nhé. Rồi đối với ma trận vuông ấy, ví dụ đối với các cái bài tập về đồ thị vô hướng là có hướng, hoặc là các bài tập thi giỏi mà liên quan đến đến duyệt trên đồ thị, thì chúng ta sẽ phải dùng cái mẫu này để dùng cái đồ thị để mô tả cái ma trận kề chẳng hạn. Chúng ta nhập vào thông thường là một cái ma trận kề. Rồi chúng ta làm thử nhé. Thông thường là một cái ma trận nó cho như nào? Nó cho cái dòng đầu tiên ấy, dòng đầu tiên là số n, là kích thước của cái ma trận đó. Tiếp theo là gồm có bốn dòng, mỗi dòng là bốn số, hay là nếu số thì là n, thì nó là n dòng tiếp theo, mỗi dòng là n theo số hàng ngang nhé. Chúng ta là gọi là 1 này, 7 này, 19 này, trừ 9 này là hàng thứ nhất, hàng thứ hai 0, 55, 100, trừ 1 là hàng thứ hai, hàng thứ ba trừ 1, hàng vòng thứ hai, hàng phần tử thứ hai là 20, phần tử thứ ba là 66, phần tử thứ tư là 101, hàng thứ tư là 0, phần tử thứ hai là trừ 1, phần tử thứ ba là trừ 56, phần tử thứ tư là 1, ví dụ thế nhé. Đó, thì đây là một cái ma trận chuẩn hay dùng trên thực tế nhé, ma trận vuông. Còn đến bài sau tôi sẽ làm cho các bạn làm thử một cái bài, tức là làm sang cái mẫu thứ hai là một trận bất kỳ, mời về trận không hoàn vuông. Rồi thì tôi ghi lại, đây là cái file là data3.in nhé. Này, file của tôi là file data3, chúng ta ghi ra file data3 nhé. Đó, đây là cái file một cái thông thường là một cái ma trận vuông là nó cho như này. Nhớ lại là cái dòng đầu tiên là số n, sau n dòng tiếp theo chính là các phần tử, mỗi dòng như vậy là gồm có n phần tử nữa, cách nhau bởi dấu cách, đó là nó làm cái ma trận vuông. Rồi thì bây giờ tôi làm cái chương trình, tôi sẽ đọc đơn giản thôi, tôi đọc dữ liệu này từ từ file, sau tôi in cái file ra màn hình thôi. Là một bài tập đơn giản thôi. Bài tập này là bài số 3 đúng không? Bài số 3. Đọc dữ liệu mà trận vuông nhé. Từ file. Mà tôi làm cũng bắt đầu kỹ hơn một vài bài thì chúng ta có thể hình dung được. Thì nếu mà tôi làm nhanh quá thì các bạn lại nhiều khi nó hiểu nhưng mà sau đó nó quên ngay. Được chưa? Tôi làm nhé. Bây giờ tôi ký hiệu này F bằng này, open này. Cái file chúng ta là file có đuôi là gì? File là data3.in đúng không? Data3.in. R. Được rồi. Thế bây giờ chúng ta bắt đầu đọc này, đọc lần lượt từ trên dưới nhé. Dòng đầu tiên là có một số là n thôi, tôi làm được ngay và tôi lấy lên được ngay nhé. Tôi biết là n tính luôn này, n này bằng này f này red line, đọc một dòng, nhưng mà tôi phải đổi sang in đó. Dòng đầu tiên là in kiểu một dòng thôi. Đúng vậy là F readline không chữ SC nhé, đọc vào và đổi ngay sang in. Như vậy n đây chính là gì? Đây chính là n, đây chính là cái kích thước của ma trận. Rồi
Tiếp theo tôi một lần đọc lần lượt các cái hàng tiếp theo, và tôi sẽ đưa vào một cái mặt trận nhé. Thì ở đây tôi hãy báo cái mặt trận như thế này, được chưa? Mà tôi lần lượt tôi là đọc vào nhé. Đây thì bây giờ làm như sau này, đây tôi sẽ đọc lần lượt n cái dòng tiếp theo, và tôi đọc vào và tôi đẩy cái mà mỗi 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 hàng như vậy là gồm n số, tôi đọc vào và tôi chuyển thành dãy, tôi chuyển sang số nguyên và tôi đưa vào vào một trận A, sau tôi in một trận A ra xong, được chưa? Rồi tôi làm luôn nhé. Đây nhiều cái làm lắm, hay thường thường làm như này, tôi dùng lệnh for line in. Chúng ta chú ý nhé, bạn chú ý ở đây, bạn chú ý tôi có một chỗ này. Ở đây khi đọc này, khi đọc cái này này, khi cái hàng này đọc nhé, khi cái chỗ này ta đọc thì khi chúng ta mở ra, tôi đọc nằm ở đầu file. Khi chúng ta mà dùng lệnh là f headline thì nó sẽ đọc hết cái dòng đó và nó chuyển xuống dòng tiếp theo. Thì khi mà hết lệnh này này, khi hết lệnh này nhé, thì đầu đọc của file nó đã chuyển xuống dòng dưới rồi, nó chuyển xuống nằm ở đây, nằm ở đầu rồi này. Đấy, và đây và ta sẵn sàng đọc các phần tiếp theo. Thì cái lệnh là for line in f ở đây này, đó đây này này, là nó sẽ đọc lần lượt các cái hàng tiếp theo từ hàng từ thứ hai, không phải từ đầu, vì đầu đây là lệnh này nhé, lệnh headline đọc một dòng đầu tiên, sau đó là for line in f, nó sẽ đọc cái hàng tiếp theo. Lệnh này là lệnh số 3 này, chính là nó đọc cái hàng này, sau đó là cái lệnh này này, là nó đọc tiếp từ từ hàng này trở đi, từ đây đến xuống đây. Đó, bạn thấy rõ không nào? Đó, bài này là bài tôi là bài B3, tôi ghi ra là B3 nhé, B3 rồi, được chưa? Đó, for line như này nhé, bây tôi xử lý từ từng từng ấy một nhé. Tôi xử lý như sau này, tôi phải line, tôi dùng line đó luôn, tôi khi đọc vào rồi tôi sẽ phải dùng lại hàm split để tôi chuyển từ một sâu thành một dãy. Dãy bây giờ từng phân tử của dãy tôi sẽ phải chuyển sang sang nguyên, và tôi chuyển vào một cái hàng và tôi đưa vào A. Ở đây tôi phải dùng cái biến phụ, tôi gọi là tem đi, tem tôi làm tạo ra một cái biến để tôi đọc từng phân tử của line, tôi đưa vào tem, xong tem tôi đưa vào A, để chết for như này, từng phần tử của line tôi là for A hay for x, để for x in line, được chưa? Nhìn A, đọc từng phần tử của x trên line, tôi bổ sung vào, ok, tôi bổ sung cái int của x, tôi chuyển for x in line nhá, x đây là sau lệnh này thì line là một dãy các cái sâu ký tự, tôi sẽ phải mỗi sâu đó tôi sẽ đổi thành integer, sau đó tôi đưa vào tem nhé, và sau khi tem đủ hàng rồi tôi ép thì sau cái lệnh này, sau lệnh này là a là chứa một cái làm cái hàng tem là cái hàng lần lượt là một cái dãy các phần tử trên một hàng mặt trận đấy. Vậy sau lệnh này là xong, mà sau này tôi sau lệnh này thì tôi dùng lệnh là gì, tôi ép tôi load lại, tôi tôi in ra thôi nhỉ, ở đây tôi in ra, chỗ này tôi in ra, tôi dùng cái lệnh là for e in range n v in range n print a e g n in the màn hình,
Còn tôi in ra, tôi muốn in ra ấy cũng được. Đấy, này tôi sẽ không lệnh cái xuống dòng để cho mình xem lại cái này này. Chỗ này này, cái đoạn này là đoạn in 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 mặt trận A ra. Thì A tôi biết là đây là N, chính là cái N đây là cái kích thước của A rồi nhé. Vậy là for in range N, for g in range N và print A in g đây, em bằng cái này. In hết một cái hàng thì tôi xuống dòng. Đây là cột này, ở đây là cái i này là cột này, g là cột đấy, i là hàng. Chạy thử nhá, xem nó có in là đúng cái dữ liệu này không nào, in là đúng này không nhé. Thì tôi chạy thử 33 thôi, 33 này chạy thử. In ra này. Đây là 4, 17, 19 trừ 9 nhé. 0, 55 này, 100 trừ 1 này, trừ 1, 20 này, 6, 11 này. Đấy, chính xác rồi nhé. In ra chính xác cái hoa trận của chúng ta. Đó. Như vậy là cái lệnh lệnh này là đúng nhé. Cái gì này là chính xác. Bạn đã hiểu chưa? Đấy. Chúng ta đọc vào từ một cái, như vậy là cách đọc đọc một cái ma trận. Để tôi tổng quát một chút và tôi tổng quát cái dữ liệu số 3 này thành số 4 và tôi sẽ tạo ra cái mặt trận là kích thước là M như là bất kỳ nhé, có thể là không cần cái M này hoặc là có tôi làm lại như sau. Nhưng mà tôi và đây là bài 3 nhé, mà tôi sửa bài 3 đi một chút thôi là thành cái bài là đọc dữ liệu từ cái ma trận bất kỳ, không phải là vuông. Thì file này là file 4, tôi sửa cái file data 3 thành data 4 nhé. Ở đây tôi save vào S cho tiện, nó đỡ phải làm lại. Đây này, tôi save ra thành cái file data 4 4 nhé, cho nhanh 4 đây. Bây giờ nó không phải như này mà tôi muốn như này, cũng như này nhé. Gồm có 4 hàng và 6 cột. Tôi sửa nhé. Cái hàng đầu tiên gồm có hai phần tử là M và N. M là số hàng, N là số cột. Và đây tôi thêm vào các phần tử nữa. Đây thêm vào nhé. Là 10, 20. Ở đây thêm là hàng thứ hai. Ở đây thêm là 0, 1. Hàng thứ ba. Đây thêm là chiều 1, 0. Hàng thứ tư. Đây thêm là 200 và 300. Vậy ta có một cái ma trận đây là data 4 nhé, ma trận chúng ta là có kích thước bất kỳ. Đây có hai cách cho, một là chúng ta có thể không cần hàng, tôi bỏ luôn này đi, tôi máy tự hiểu là có n hàng và m cột cũng được, hoặc chúng ta có để nguyên định để nguyên đây là m n cũng không sao. Vậy mà chúng ta là tức là m nhân n cho trước và gồm có n hàng, m hàng, mỗi hàng lại là n cột nhé. Đấy, như ở đây được chưa. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ, đây là file data 4, file cái bài tư duy lúc nãy nhưng mà là đọc vào là từ cái ma trận không vuông bất kỳ nhé, và chúng ta sẽ sửa bài B3 thành bài B4. Tôi sửa một chút thôi, sửa đi nhé, sửa đi như nào nhỉ, tôi cần làm lại không nhỉ, làm lại từ đầu cho các bạn nhỉ. Tôi lại từ đầu nhé, cho nó yên tâm nhé các bạn đã phải. Tôi new cái file mới nhé, là B4 này. Chúng ta cùng nhau làm quay. Mà thì cùng các bạn coi như ta có một buổi cho ta học chậm lại một chút nhé, chúng ta làm bài tập. Đọc dữ liệu. Data 4 nhé. In là ma trận bất kỳ, mặt trận M nhân N là bất kỳ. Bất kỳ, được chưa? Rồi, nhé. Phát dữ liệu là data 4, để tôi làm quan hơn nhất, tôi viết là F data, chẳng hay F data bằng data 4 chấm in làm cho nó có vẻ tổng quát một chút. Cái phần dữ liệu của đặt tên là cái biến dữ liệu là F data, là tên cái tệp dữ liệu là data 4.
và bây giờ tôi dùng cái hàm F mở ra F cái open open cái F data như này. À, khi mở ra rồi tôi sẽ này tôi có lệnh tôi close nó lại để gì này. Rồi thì tôi đọc nhá, tôi đọc dữ liệu từ từ F này. F mở ra rồi, F là chỉ là cái file F data, chỉ cái data 4 này nhá. Chỉ là cái này, tổng quát đây. Thì tôi sẽ đọc là đây là bài số 4, tôi ghi ra cái tên là B4 nhé. Được chưa? Rồi, thế thì chúng ta còn đọc nào? Chúng ta đọc hàng đầu tiên này. Hàng đầu tiên đọc là hai số. Sau phần sau đánh đi bình thường. Như là ta vẫn biết nhé. Rồi, B4 rồi. Rồi. Hàng đầu tiên này tôi đọc là line. Được không? Line bằng F. Create line. Được chưa? Đấy, sau đó là line bằng vẫn như bình thường vẫn là line chấm split, chúng ta luôn mà dùng split này rất hay dùng luôn nhé. Và chúng ta bây giờ sẽ biến đổi từng phần tử một của line sang in, ta đưa nó vào và m, ta tính như m luôn, tính m nhé, m bằng in của line không và n chỉ là bằng in của line một. Đơn giản ta tính m và n ngay nhé. Chúng ta đọc một hàng từ f vào là line và chúng ta chuyển thành dãy, chuyển thành dãy gồm có hai cái sâu là sâu m và n, chúng ta sẽ dùng hàm in cho chuyển sang kính hai m và n. Rồi thì bây giờ tôi bắt đầu làm nhé, tôi bắt đầu làm này, tôi làm đưa mặt trận a này, tôi gán a bằng không như tôi làm rộng nhé, và tôi for line in f đó, chúng ta nhắc lại một chút nhé, là lệnh này thì đầu đọc của f đã đọc hết từ đầu cho đến hết hết hàng hết dòng thứ nhất, và con trỏ bắt đầu đầu đọc đọc ra soát từ hàng thứ hai, và lệnh này sẽ bắt đầu đọc tiếp từ hàng thứ hai cho đến cuối cùng đó, được chưa? Thì như vậy là lệnh này sẽ cho line sẽ chuyển động trên cái chạy dọc theo theo cái file f, được chưa? Và tôi sẽ dùng lệnh này để biến đổi đúng không? Split. Được chưa? Và bây giờ tôi mỗi cái hàng như vậy là có n phần tử đấy, nhưng mà tôi không cần làm, tôi sẽ làm như này. Đúng như tôi làm, tôi sẽ đây tôi dùng cái tem bằng rỗng giống như tôi làm thôi nhé. Hay lúc nãy tôi for x inline và tôi tem and in của x đưa vào. Đấy. Thì sau vậy này, cái này là đọc một một hàng đây, một hàng đọc theo là một hàng, sau tôi đưa vào a tem. Như vậy sau đây này là a chính là cái mặt trận đó. À, như vậy sau đây này là sau đây này là đọc xong đọc từng hàng một này, mỗi một hàng là ta chuyển từ sâu sang sang dãy này, sau đó là từng phần tử của dãy đó chúng ta chuyển sang int và chúng ta đưa vào tem, sau đưa hết cả cái tem đó vào a trên mỗi một hàng như vậy, thì đúng là a là chính là cái mặt trận cần tìm. Bây giờ tôi sẽ in ra for E in range, y là số hàng sẽ là m thôi đúng không, m tiếp theo là for g in range n, khác nhau một chút ở chỗ này nhé, thì là mình khác nhau là print a i g n bằng rồi, và đây chúng ta sẽ đây chúng ta sẽ print ta chạy thử nhá, xem nó có đúng không nhá, nó có đúng là nó ra lên cái đáp án bốn nó phải như này mới đúng này. À, kiểm tra nhé, B4 này chạy thử này.
ra này, đấy. Nên là 1719 trừ âm 10 10 và 20 này, 055 100 trừ 101 này, trừ 120 66 101 âm 10 đã chính xác hoàn toàn nhé. Đấy, như vậy là đây là một bài tập bạn làm đúng, mặc dù nó đơn giản thôi. Đó, đây là bài số 4 nhé. Rồi bài 3, 4 là chúng ta cùng nhau làm cái bài tập là đọc dữ liệu từ một cái file text. Từ một file text, nó là dữ liệu, là một cái mặt trận. Bạn đã hiểu chưa? Mặt trận là chậm nhé. Chúng ta xem chút đi. Xong bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo, là chúng ta sẽ lưu ra, chúng ta sẽ ghi ra file text là một mặt trận. Ghi ra file mặt trận, được chưa? Là nhập vào là một mặt trận, in ra là một mặt trận, không nhập vào là một đầu vào nhập vào là, để tôi nghĩ đầu vào xem đầu vào là cái gì nhé. Tôi sẽ làm một bài mẫu số 5, làm cái bài mẫu mà tôi muốn in ra cái, tạo ra cái một cái mặt trận như nào cho nó hợp lý nhất nhỉ. Tôi tìm hiểu nhé. Thôi, tôi làm hơn tôi mà tập sau là tôi nhập từ bàn phím số n nhé, n, và tôi in ra, tôi tạo ra cái mặt trận đơn vị, tôi in ra 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 file là cái mặt trận đơn vị. Mà được bài của tôi in ra, tôi tạo ra cái mặt trận A, mặt trận đơn vị. Như vậy cái bài số 5 là ghi một cái mặt trận vuông viết trước từ bộ nhớ ra file. Cũng ghi như vậy, dòng đầu tiên là số n và n dòng tiếp theo, mỗi dòng là một làm cái một hàng mặt trận đó, được chưa? Rồi chúng ta chuyển sang bài số B5. Bài số B5 là như sau này. Bài số B5 là bài như này nhé, là đọc và nhập bàn phím đi, mình cái bàn phím nhé, số n, sau đó là sinh sinh ma trận đơn vị bậc n, sau đó là ghi ra tên data5 chấm out nhé. Ghi ra là gì, là dòng thứ nhất là số n, và n dòng tiếp theo là một trận đơn vị a. Đó nhé. Thế bây giờ tôi sẽ làm cái viễn trình, tôi sẽ sinh ra cái mặt trận A trước, sau đó tôi sẽ ghi ra sau nhé. Bây giờ tôi tạo một cái sinh unit unit n đi. Cái hàm này là hàm này, tôi sinh ra là một mặt trận đơn vị và bậc n đầu vào, được chưa? Này tôi đã làm lần rồi đúng nhỉ, làm như nào nhỉ, tôi nhớ lại cho nào. Tôi cho a bằng rỗng này, sau đó tôi for i in range n và a, tôi append kia mà phân tử là gì nhỉ, phân tử là gì nhỉ, là không nhân với y đúng không, cộng với một, xong cộng với không nhân với n trừ y trừ một thì phải. Tôi kiểm tra lại sau nhé. Với y bằng không này, y bằng không thì v bằng không thì nó là đây là n trừ một, n trừ một đúng rồi. Với y bằng n trừ một, n trừ một thì đây nó sẽ là n là một, thì là hết đúng không? Đó chính xác rồi nhé. Đây là return return a. Thì đây là cái hàm mặt trận A nhé. Rồi, thì bây giờ tôi làm, bắt đầu làm này.
F data của tôi là bằng là gì? Bằng là data 5 chấm out. Được chưa? Rồi sau là F bằng open F data thì kết đấy, là tôi mở file và tôi được ghi ra được chưa, và tất nhiên cuối cùng đây là F ở đây là đóng lại close. À đây tôi chưa đọc từ bàn phím, tôi sẽ n đúng không, tôi đọc ở đây điện n bằng in input nhập số tự nhiên n n từ trước vào đi, nhập xong rồi tôi sẽ bắt đầu ở đây này, nhập xong rồi tôi làm này nhé. Đó thì nhớ lại là lệnh ghi ra, tôi dùng lệnh print cho nó dễ nhanh nhé. Đầu tiên ghi ra là số n nhé, là print print n f data đúng không, để ghi thân a f data đây tôi được, đây tôi làm cái lệnh là a bằng unit matrix n n nhập rồi mà thế đây tôi làm đây, đây tôi sinh ra một trận a tôi lưu ra đúng không, và print n này file file bằng f, in dòng đầu tiên của f là n nhé, đầu tiên của file đầu ra là n, sau đó tôi sẽ tiếp theo tôi in ra giống lệnh lệnh tôi in lúc nãy nhé, tôi dùng lệnh là for in chúng mình lệnh in ra màn hình này in range n v in range n green thì màn hình a i g à, chỉ khác là biết là file đấy, chỉ khác bên thế này thôi, còn lại giống hệt n bằng ở đây tôi sẽ phải xuống dòng trên file, tôi dùng lệnh là print xuống dòng trên file, tôi dùng lệnh này, dùng lệnh là file bằng s. Đó. Đây là cái lệnh là in ra. Đó. Đó. Như vậy nhỉ, cái đoạn này này là cái đoạn là nên tôi tạo ra cái hai file này, cho tôi tạo ra mặt trận A này, sau đó tôi in này, đầu tiên là in ra số n này, sau đó in ra cái mặt trận A, đáng lẽ được bỏ cái bỏ bỏ cái dòng này đi thì nó sẽ in ra màn hình, nhưng mà viết là file bằng F thì in 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 ra file, in ra file theo đúng cái khuôn dạng mà in ra trên màn hình, in xong rồi đóng lại đó. Được chưa, bây giờ tôi thử thôi, bây giờ tôi chạy thử xem đúng như vậy không nhé. À, ghi bạn này là bài bên 5 đó, chúng ta nhìn kỹ nhé, xem có sai sót hay không nhé. Dùng cái hàm, hàm là sinh ra cái mặt trận vuông nhé, trận đơn vị tôi chạy thử này. Rồi thì bây giờ tôi mở cái file data 5 ra. Data 5. Không thấy nhà đâu nhỉ? 4 nó chưa thấy ao, chưa thấy 5 nhỉ. F data. Data 5 ao. Nếu có 4 nó chưa có ao, chưa thấy 5. Phải nhập N thì Gì đó? phải nhập N nó mới chạy mấy dòng dưới thôi. À, chưa nhập. Ồ, thảo nào, chưa nhập. Đây là 5, 6 nhé. Chưa nhập. Đấy. Bây giờ xong rồi đấy, tôi quên chưa nhập. Đúng là
Rồi, mình tôi tìm tôi sẽ mở ra cái file data out đây này. Đây này, 8 nhé. 10 này, 11 10 thì khác rồi đấy. Đấy. Như vậy là tôi vừa mới in ra xong rồi, in ra cái ma trận là vuông. Được chưa? Thì tôi chạy thử lại nhé, tôi chạy lại cái file khác nhé. Chạy lại cái file này là 20 chẳng hạn. Rồi. Nó sẽ in ra. Và bây giờ tôi sẽ mở cái file là 5 đấy, nó đúng là 20 đấy, 20 xác được chưa đấy. Như vậy là cái file này nhá. Bây giờ bạn hình dung được chưa, hình dung là cái tức là bây giờ chúng ta cái lệnh ghi ra file, chúng ta cứ dùng lệnh print là dễ dàng, nhất, là hợp lý nhất nhé. Như vậy thì bài này chúng ta có thể làm vào rất nhiều cái khác. Bài này làm gọi là tương tự là khi ghi ra cái ma trận làm bất kỳ, chứ không phải là ma trận vuông, ma trận là bậc MN bất kỳ nhé. Còn làm tương tự thì như vậy là chúng ta có thể sau bài này tuần này là chúng ta có thể xử lý tất cả các vào ra trên phong là thoải mái nhé, và có rất nhiều bài tập của cái phần này. Như vậy tới giờ phút này là chúng ta là xong 10 bài đầu tiên, là xong cái phần gọi là phần xong toàn bộ cái chương trình của tin học lớp 10 đấy, tin học lớp 10. Trong tin học lớp 10 nó chỉ nằm trong trong 10 phiên đầu thôi. Từ từ hôm sau, từ bài sau là sang chương 11 thì bắt đầu sang phần nâng cao, và trong chương trình thì không có nhé. Thì cái bài chương 11 là cái là một cái chương là gần như là mở rộng các kiểu dữ liệu, đặc biệt là kiểu dữ liệu kiểu bool nhé. Còn nếu sang cái 12 là hiểu rồi, sang cái 12 là sang cái kiểu dữ liệu khác đúng không? Dữ liệu là đệ quy, rồi dữ liệu từ điển, dữ liệu tập hợp, rồi đủ loại con số, là phần nâng cao mà trong sách tin học 10 mới có. Như vậy là hết cái chương 10 ở đây đấy, là xong toàn bộ cái phần gọi trong chương trình lớp 10 chúng ta. Theo tôi biết là cái chương trình tin học lớp 10 trong tương lai là chúng ta sẽ được học trong chương trình phân bổ là 38 tiết, mà tôi chúng ta chỉ cần dạy là khoảng 34 tiết, 32 tiết là đủ về trong một học kỳ, để cho toàn vẹn một kỳ là xong chương trình lớp 10 nhé. Trong tương lai, tức là theo tôi biết là đến năm 2020 nhỉ, 2021, 2022 thì bắt đầu dạy lớp 10. 2021 thì bắt đầu dạy, bắt đầu 2021 thì là gì nhỉ, 2021 thì dạy của tin học lớp 6, dạy chỉ mới đầu tiên là tin học. 2022 thì dạy lớp 3, lớp 7, lớp 10 cùng một lúc. 2023 thì dạy lớp 4, lớp 8 và lớp lớp 11. Còn 2025 là hết, là lớp 5, lớp lớp 9, lớp 12 là xong. Cái bộ sách giáo khoa cũng là viết xong. Thì cái phần mà tôi nói các bạn là trong 10 bài rồi là thậm chí còn vượt hơn rất nhiều so với phần chương trình của lớp 10. Hơn một số cái nhé. Chương trình Mời có lớp ai có 10 hỏi gì nữa không? Ai hỏi thì trả lời luôn này. Hôm nay tôi không nói thêm nữa, chúng ta dừng lại đây. Chúng ta các ai hỏi thì trả lời luôn nhé. chương trình lớp 11 trong tương lai là học phần gì đây ạ? À, để mình nói nhé, cái phức tạp lắm. Cái sách giáo khoa, cái chương trình mới của mình nhé, là đối với cấp 3 đấy, là nó có hai hướng. Một cái hướng là nó gọi là ICT, là ứng dụng tin học. Một hướng là CS, là phòng máy tính. Phòng máy tính thì cái lớp 10 đấy, lớp 10 thì cái phần CS, nó chỉ có là nó có 8 tiết về xử lý số nhị phân, xử lý bit, 8 tiết thôi. Nhưng đến lớp 11 ấy là có là tách riêng rất là nhiều cái phần ICT, phần CS, có rất nhiều cái phức tạp của phần CS. Ví dụ như là lớp 11 là nó học sâu phần CS ấy, phần CS chứ không 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 nói phần ICT, là nó cái phần là dạy cho học sinh các thuật toán, khái niệm thuật toán, khi được phép độ phức tạp của phần thuật toán, rồi là một số thuật toán sắp xếp, thuật toán là tìm kiếm đấy. Còn đến lớp 12 thì sẽ có thêm cái phần là các cái dữ liệu tuyến tính, rồi là dữ liệu cây, đó là phần CS nhé. Còn phần ICT thì ICT nó giống như là
HACCP nó hơi khác một chút. Team HACCP là dạy học sâu về, học thêm về Excel, về PowerPoint, về phần mềm xử lý video, phần mềm xử lý ảnh, phần mềm xử lý ảnh ảnh bitmap, phần mềm xử lý ảnh vector. Thế đó là phần phần phần, phần ICT. Còn cái phần lập trình Python này là phần chung. Phần chung là CS cũng có mà ICT cũng có phần chung. Tức là cái trình tin học cấp 3 trong tương lai là nó có cái phần chung và phần tách riêng ICT, phần tách riêng CS ra. Thì phần tách riêng ICT thì nó là cái phần mà là những cái phần như là xử lý ảnh này, xử lý nâng cao Excel này, xử lý video này đó. Thì ngoài cái chương trình chính nhá, chương chính tính lại chương chính của lớp 10 của tin học trung học phổ thông trong tương lai là có cái phần chính, phần gốc và phần rẽ ra là ICT, phần rẽ ra CS. Ngoài ra gồm là có là ba, nó gồm có là mỗi lớp như vậy là nó có ba chuyên đề nữa, là ICT có ba chuyên đề lớp 10, 11 và 12. ICT 10 là xử lý nâng cao với Excel, ICT 11 là chuyên đề nhé, chuyên đề 35 tiết là xử lý ảnh và video, còn ICT 12 quên mất rồi. Còn ICT có CS có ba chuyên đề của lớp 10 là dạy về robot giáo dục, chuyên đề của lớp CS của lớp 11 là thuật toán, là xử lý các dữ liệu tuyến tính, và còn đến CS 12 là xử lý cấu trúc cây và đồ thị, sâu hơn về đồ thị. Đó là cái tương lai, là cái chương trình tin học của cấp 3 cho tương lai là nó rất là phức tạp, rất là rắm rối, rất là phức tạp. Học sinh là nó sẽ học, tôi cũng hình dung là sẽ viết sách giáo khoa như thế nào, mà nói chung là khá là phức tạp, mà không phải chỉ có tin học phức tạp, môn học phức tạp như vậy. Học chia rất nhiều những cái chuyên đề, chia rất nhiều những cái hướng hướng nghiệp ấy, là nó rất là phức tạp. Đấy, còn riêng tin học thì như vậy nhé, tin học là nó chia làm hai hướng. Học sinh vào lớp 10 bắt buộc phải chọn một trong hai, hoặc anh học ICT học ứng dụng tin học, hay là anh học CS tin học chuyên sâu về về công nghệ thông tin đó. Đấy nhé. Thế cái chương trình mà Python này, chương trình lớp 10 này là cái chương trình chung, là cả học sinh lớp 10 phải học hết, không phân biệt là theo hướng nào, không phân biệt là học theo hướng ICT hay là hướng học máy tính. Có ai hỏi gì nữa không ạ? Là sử dụng ngôn ngữ của Python này là C thôi à? Trong chương trình thì nó không không nói là dùng dùng tùy, tức là giáo viên tùy ý dạy gì thì dạy. Tức là trong cái chương trình mới, các cái rồi chương trình mới của chúng ta là gì, là sách giáo khoa không phải không không phải là không phải là pháp lệnh, chỉ là sách tham khảo. Các bạn có thể dùng sách giáo khoa hoặc có thể dùng ngoài sách giáo khoa tùy. Chúng ta cần dạy các bạn là chương trình, các bạn phải dạy theo đúng chương trình, không được dạy ngoài chương trình đó. Còn phần lập trình này 38 tiết này tùy chúng ta lựa chọn. Mà theo tôi biết ấy, hiện nay là các sách giáo khoa của Việt Nam này mới này đều dạy, đều viết Python hết, không ai viết C nữa, không ai viết Pascal nữa, cho nên là hầu hết sẽ là học sinh sẽ là học Python. Theo tôi biết là hiện nay chỉ còn có hai nhóm là viết sách giáo khoa lớp 10 thôi, toàn toàn quốc chỉ còn hai nhóm thôi, thì là cả hai nhóm nó đều viết Python cả. Chúng ta nghỉ nhé. Dạ. Chúc thầy sức khỏe. Chào các bạn nhé. Rồi. Tôi phải dừng ghi lại.